Nhắc đến việc học quân sự, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Trải nghiệm đáng nhớ thời sinh viên, ác mộng không muốn quay trở lại. Hay bạn có bao giờ nghĩ rằng việc học quân sự cũng có thể dạy cho mình những bài học vô cùng ý nghĩa để hiểu hơn bản thân và xây dựng những mối quan hệ chất lượng không? Đó chính là những gì mà tác giả Ngài Dưa Hấu đã học được và chia sẻ trong bài viết Mình học được gì sau chuyến đi học quân sự 12 ngày, phần 1. Cùng Spider Room tìm hiểu nha! Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là Talk Show, em út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk Show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Thông thường khi nói về đi học quân sự, mọi người và cả mình đều nghĩ đến việc học giáo dục an ninh quốc phòng do các trường đại học tổ chức trong 2-4 tuần. Nhưng khi thực sự đi học, giảng viên mới cho mình thấy cái từ quân sự chỉ dùng cho việc đi nghĩa vụ 2 năm vốn khắc nghiệt hơn nhiều. Dù vậy, mình vẫn dùng từ quân sự để mọi người dễ hiểu hơn nhé. Trong quá trình học quân sự, có 3 điều mình được đúc kết là những điều mình nhận ra về bản thân, những điều mình nhận ra về chuyện tiền nong và những điều mình nhận ra về những người xung quanh. Video hôm nay chỉ tập trung vào phần đầu, những điều mình nhận ra về bản thân. Bài học đầu tiên là về cách phân chia công việc hợp lý. Mình giữ chức đại đội phó vật chất, bao gồm các đầu việc như giám sát và cắt cử một tiểu đội đi lấy, trả lại và bảo quản dụng cụ học tập như lựu đạn, súng, bao xe. Nên mình học được cách chia việc hợp lý hơn. Ví dụ như ai cao to hơn thì mang nhiều đồ hoặc mang nặng hơn, hay hôm nào tiểu đội nào trực ở nhà ăn thì sẽ không phải đi lấy vật chất vì việc này khá cực, đồ nặng và quãng đường từ phòng vật chất đến bãi tập cũng khá xa. Thứ hai là khả năng quan sát và giao việc hiệu quả. Ngoài việc học về những kiến thức an ninh quốc phòng thì mỗi đại đội còn có nhiệm vụ quét một khu vực đã được giao từ trước 2 lần mỗi ngày, từ 5 giờ sáng sau khi thức dậy đến 4 giờ chiều sau khi học xong. Đại đội mình quét tại đài tưởng niệm Vũ Quang Trung rộng 6.000m2 đấy. Mỗi khi đại đội trưởng vắng mặt thì mình sẽ là người chia việc và chủ quét cho mỗi người. Vì vậy, một lần nữa mình lại được củng cố khả năng quan sát và giao việc hiệu quả. Ví dụ như các bạn nữ sẽ quét khu vực nhỏ hơn hoặc chỗ dễ quét hơn. Thứ ba, mình nhận ra rằng sức chịu đựng của bản thân cao hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ trước đây. Một ngày ở khu quân sự, mình phải học ở những bãi tập nóng bức, mệt mỏi. Trong khi buổi sáng phải thức dậy quá sớm, trực ở nhà ăn, thời gian nghỉ trưa lại ít ỏi, cộng thêm cả việc quản lý vật chất học tập và phân chia việc trực nhật nữa. Cá nhân mình cực kỳ sợ việc phân trực nhật vì làm việc này phải kèm theo trách nhiệm lớn và đối mặt với việc phân bua giữa các thành viên trong đại đội. Mình sẽ nói kỹ điều này hơn ở phần sau. Tất cả những trải nghiệm trên khiến mình nhận ra việc nhà đơn giản hơn rất nhiều. Vậy mà trước đấy mình còn kỳ kèo lười nhác. Nói cách khác, mình đã nhận quá nhiều thứ của bố mẹ mà chưa đền đáp lại được bao nhiêu. Từ từ, mình học được cách quan sát và để ý. Như đã nói ở trước, mình phải để ý làm sao phân chia công việc sao cho thấu tình đạt lý. Ngoài ra, mình quan sát được những thành viên trong đại đội tương tác với nhau, ai chơi với ai, ai thân với ai, người đó hòa nhã hay hơi nóng tính, là người quảng giao hay kiệm lời, để từ đó có những cách giao tiếp, làm việc phù hợp với từng người nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, việc này còn giúp mình lọc ra được những ai có thể tin tưởng và làm việc cùng một cách hiệu quả. Nói cách khác là hợp với mình. Mình xem nó như một dạng networking vậy. Mình nghĩ quan sát này sẽ giúp rất nhiều trong các bài tập nhóm trong tương lai. Thứ năm, mình nhận ra ở bản thân còn quá phiến diện, chưa nhìn nhận mọi thứ từ nhiều chiều hướng khác nhau, đặc biệt là trong việc đánh giá và xem xét tính cách của một người. Ví dụ như vào ngày thứ ba của chuyến đi, mình từng nói với bạn thân rằng mình rất muốn về vì chuyến đi này đã đủ rồi, không còn gì để thấy thêm nữa. Lúc đó mình nghĩ là diễn biến những ngày sau cũng sẽ y hệt như 3 ngày đầu. Thế nhưng sau chuyến đi mình nhận ra rằng những ngày cuối là những ngày then chốt giúp mình học được những điều rất quan trọng. Một điều nữa mình học được là cách nhìn nhận sự việc, sự vật một cách khách quan, đa chiều hơn. Mình thấy rằng chuyến đi này tuy rất gò bó về mặt giờ giấc và lịch trình sinh hoạt, lại thiếu thốn phương tiện giải trí vì mình mang điện thoại màn hình bé, không xem nhiều, wifi lúc được lúc không, 3G không ổn định. Nhưng chính vì những lý do đó mà mình đã ra ngoài giao lưu, kết bạn với những người thực sự rất tuyệt vời. Mình còn có những khoảng lặng rất dài để suy nghĩ, soi xét lại những hệ giá trị, những mong muốn của bản thân, mà nói hoa mỹ là phạm tử ấy. Tuy mình rất ghét phải sinh hoạt ở đây vì bản thân có thói quen tự định đoạt lịch trình trong ngày được vài năm, nhưng mình vẫn phải công nhận rằng có một vài thứ khi bị ép làm rồi thì mới hiểu ra công dụng của nó. Chẳng hạn như việc vừa ngủ dậy thì phải tiếp xúc ngay với ánh sáng từ đèn phòng, sau đó đi bộ một quãng 200-300m, rồi đi tập thể dục quét sân.
Tất cả những điều này sẽ làm cho cơ thể thức dậy dễ dàng hơn. Thứ 6, mình buộc phải học cách nói không để bảo vệ lợi ích cho niềm vui chính đáng của bản thân và những người xung quanh quan trọng với mình. Mình thường nói vui việc này là làm phản diện tạm thời. Ví dụ như, mình thường rất ngại khi phải thúc ép người khác làm việc, nhưng vào đây mình bắt buộc phải làm thế vì một mình không thể làm hết mọi thứ được, bắt buộc phải có sự trợ giúp của người khác. Tuy nhiên, mình vẫn không dám nhắc nhở tất cả mọi người mà chỉ nhắc những người an toàn, tức là những người đã dành ít nhiều sự tôn trọng cho mình nhưng chưa đủ tự giác. Tương tự, khi mình đá cầu có rất nhiều người đến xin để chơi cùng, nhưng mình đôi khi phải buộc từ chối nhằm tránh việc có quá đông người chơi làm cho trò chơi bị loãng và mất vui. Có người vui vẻ đi tiếp, có người còn lại chê mình chảnh, mình cũng chịu thôi. Bài học thứ 7, mình hiểu được rằng chính trị quan trọng và hiện hữu nhiều trong đời sống thường nhật hơn mình tưởng. Trước giờ mình cứ nghĩ chính trị chỉ dành cho những chính khách, người làm trong nhà nước với những chức vụ cao, thật cao nên không mấy để tâm. Nhưng hóa ra mình đã và đang suy nghĩ về nó rất nhiều, thậm chí có một chút hứng thú, đặc biệt là trong chuyến đi 12 ngày vừa qua. Vì hàng ngày mình phải đối mặt với việc phân chia, cân bằng hàng lô hàng lốc những trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích của những bên khác nhau, của cả những người mình quý lẫn những người mình không hề thích. Vậy nên mình phải liên tục duy trì trạng thái cân bằng, linh hoạt nhảy qua nhảy lại, giữa một bên là người đồng hành hòa nhã và một bên là người chỉ huy cứng rắn. Bài học cuối cùng, mình nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để xem video trên YouTube. Mặc dù mình đã cố gắng không dùng tính năng Shorts, chọn lọc nội dung kỹ càng, cố gắng xem những video dù là giải trí, nhưng có nhiều thông tin bổ ích về nhiều lĩnh vực, lâu lâu mới buông thả thôi, nhưng mình cảm nhận rằng mình đã xem quá nhiều video một cách không cần thiết. Đúng là mở mang kiến thức bản thân thì ok, nhưng xem quá nhiều để lơ là việc chính thì không tốt. Vì đến khu quân sự, mình chỉ mang một điện thoại với màn nhỏ, thế nên lười xem, còn wifi 3G thì nửa sống nửa chết. Vậy nên, trong lúc rảnh rỗi, thay vì xem video một cách thụ động như ở nhà, thì mình đi dạo và nói chuyện với bạn thân của mình. Mình sẽ chuồn đi chỗ nào đó vắng để đọc sách hay suy nghĩ về những gì đã làm trong ngày, chỗ nào được, chỗ nào chưa được. Mình nghĩ những khoảng thời gian trong lúc thong thả đi bộ, suy ngẫm, trò chuyện với bạn mình, với chính mình đã giúp mình rất nhiều trong việc hiểu chính mình hơn và cả những người bạn của mình nữa. Hơn hết, mình đã thành công một phần trong việc dinh thói quen này về nhà. Đơn cử như lúc được nghỉ giải lao giữa giờ học, mình không xem video nữa mà đi làm một việc gì đó, thường là việc nhà và suy nghĩ. Mình cũng từng xem một video khuyên rằng thay vì tiêu thụ nội dung trên mạng vào giờ nghỉ, ta nên có những khoảng lặng để suy nghĩ về những điều xảy ra trong ngày. Việc này sẽ giúp chúng ta xử lý, tiêu hóa được cảm xúc của bản thân và những sự kiện diễn ra trong quá khứ. Thông qua video này, chúng ta đã học được những bài học về bản thân mà tác giả Ngài Dưa Hấu nhận ra trong khoảng thời gian ngắn học quân sự mà đến bây giờ vẫn giúp ích cho bạn ấy trong cuộc sống hàng ngày. Trong những video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những bài học về tài chính và con người nhé. Đừng quên chia sẻ với Spider Room những câu chuyện quân sự của bạn hay những chủ đề mà bạn muốn chúng mình đào sâu hơn trong phần bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!